Cảm ơn bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chi. Hôm nay Chi sẽ hướng dẫn cách thêm hình dán sticker vào trong quyển sổ ghi chú điện tử GoodNotes file trên iPad. Đầu tiên, đây là tổng hợp những hình dán sticker mình để trên ứng dụng hình ảnh của iPad, bao gồm hình tiêu đề các ngày trong tháng, hình trang trí, banner, notes ghi chú và các hình dán dễ thương mình dùng để trang trí sổ. Các bạn lưu ý một xíu, những sticker này mình dùng với định dạng PNG, màu nền trong suốt transparent, nên khi để vào sổ sẽ không bị nền trắng che mất chữ nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Cách đầu tiên để thêm hình mà mình hay làm đó chính là kéo trực tiếp từ ứng dụng Photos. Vì iPad có thể thao tác đa nhiệm và mở hai ứng dụng cùng lúc trên màn hình, nên mình sẽ để song song hai ứng dụng luôn. Lựa chọn hình dáng sticker mong muốn, sau đó dùng tay kéo tả hình từ ứng dụng Photos vào ứng dụng GoodNotes. Sau đó căn chỉnh lại kích thước và vị trí. Đây là cách dễ dàng nhất. Nếu sticker dưới dạng set, nhiều sticker nằm trong cùng một hình, thì sau khi kéo thả vào ứng dụng GoodNotes, ta có thể cắt hình tùy theo ý muốn và sau đó điều chỉnh kích thước một cách dễ dàng. Mình sẽ thao tác nhanh cách add tiêu đề 7 ngày trong tuần cho các bạn xem nhé. Đây là những sticker mình tự vẽ. Mỗi tháng mình sẽ có một chủ đề riêng trang trí cho sổ. Vì thế hình dáng mình cũng làm mới mỗi tháng luôn. Những sticker hôm nay bạn nào thích có thể inbox cho mình. Nếu muốn một video cách thiết kế sticker hoặc cách tải sticker online, mọi người nhớ comment bên dưới nữa nha. Trực tiếp từ ứng dụng GoodNotes bằng cách chọn vào biểu tượng hình ảnh, sau đó lựa chọn hình trong thư mục và add vào. Mình hay lưu riêng một album tất cả những hình sticker vì như thế sẽ dễ dàng hơn khi tìm kiếm sticker mình mong muốn. Đây là set sticker banner, mình add thử cho các bạn xem nhé. Set này có thể dùng trang trí các góc, khung notes hoặc làm tiêu đề và viết chữ lên trên là siêu đẹp luôn. Vì định dạng này mình vẽ phù hợp với ứng dụng GoodNotes nên sẽ dễ dàng tùy chỉnh kích thước và không bị vỡ hạt sticker luôn đó. Vì chỉ thêm những sticker trang trí đơn giản, chúng ta có thể thêm khung notes ghi chú một cách dễ dàng mà lại vô cùng nổi bật nữa. Nhiều sticker lên nhau hoặc dùng sticker trang trí trang giấy nữa nha.
Cảm ơn bạn đã xem hết video này nha. Hẹn gặp bạn ở những video sau.